Chiều nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương đã tiếp Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia Singapore đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng đây là hoạt động thiết thực trong bối cảnh Việt Nam và Singapore kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trong thời gian qua, hợp tác song phương hai nước được triển khai trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong các lĩnh vực và giữa các bộ ngành. Trong đó, ngoại giao nghị viện được củng cố và tăng cường, góp phần vào việc duy trì sự ổn định, phát triển của mỗi nước, cũng như trong khu vực và trên thế giới. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội hai nước cần tích cực hợp tác, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, trong đó tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban chuyên môn và nghị sĩ Quốc hội hai nước, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương trong khu vực và thế giới. Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia Singapore cho rằng Việt Nam còn nhiều dư địa trong phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch. Các nhà đầu tư Singapore mong muốn hợp tác với các đối tác tại Việt Nam để phát huy tối đa tiềm năng trong lĩnh vực này, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng hiệu quả hơn.